Em nghĩ mụn lâu chưa? lâu chưa có tự nặng luôn. Cái này dụng cụ lấy mụn bên chị nha, sử dụng mà riêng biệt cho mỗi khách, xài một lần mình bỏ nha. Em nó cứng lắm luôn á đó, cứng mà nó sâu chịu khó chút nha, bây giờ nó dễ sẹo lắm luôn á. Một tí nữa nha. Rồi mẹ em đến chỗ khác, em biết sao lấy ra cái cục này cho em. Rồi nó sâu, sợ luôn. Em nó chưa hết nữa kia. Em bị mụn này lâu lắm rồi ha bác. Nặng, tự nặng.
tự nặng là nặng nhá, cũng không hết đâu. Đúng rồi, cái này toàn bã đậu mà. Em có hút lá không? Dạ không. Có à? Dạ không. Có à? Dạ không. Xưa giờ không hút. Siêu cứng không? Này, ba mẹ em có bị không? Dạ không, ba mẹ em không bị. Mẹ em bị. Em gọi là mụn siêu cứng. Cái này cái cục, cái con như cái chùm lông nó mọc ngược tiếp đi phía trong này. Nghĩ nhất để lâu chứ mà ngược sớm nhất không cần. Em nghĩ nhất để lâu cũng vậy. Sớm, ngược sớm. Chưa cứng hả? Dạ, nó dày cái da. Em biết chị trên Facebook hả Black? Dạ, bạn em xem. Bạn em xem xong chỉ qua đây hả? Dạ. Em là đang làm công việc gì hả bác ha? Em làm bên lập trình. Lập trình hả? Lập trình dạng lập trình máy tính hả? Phần mềm nữa. Em ở quận mấy ha em ha? Thủ Đức. Cố lên ha. Này em nặng nhờ, chị biết sao em nặng ra được cục luôn á. Được, em nặng ra nhiều lắm mà thật cảm nhận không hết được.
cái bông em ơi. Yeah, sạch sâu. Khó xem nha. Nghĩ mụn này nó làm sẹo da hết trơn.